Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục phân tích và dự báo giá vàng trong những ngày tới của tháng 8 năm 2016. Thì dựa trên biểu đồ kỹ thuật, biểu đồ ngày thì chúng ta thấy rằng là cái trend tăng của giá vàng vẫn còn đang tiếp tục. Đây. Thì chúng ta thấy rằng là trong tuần trước thì đây là cái cây nến của tuần trước, là đợt thứ sáu của tuần trước. Thì khi cái bảng lương phi nông nghiệp được công bố ra là một cái tin tốt, làm cho giá trị của đồng đô được tăng lên, giá vàng và các cái sản phẩm được định giá bằng đô thì điều chỉnh giảm. Và căn cứ vào trong biểu đồ kỹ thuật này, chúng ta thấy rằng là cái trend tăng của giá vàng vẫn chưa kết thúc. Cái sự hồi lại giá của vào ngày thứ sáu của tuần tuần đầu tiên thứ sáu, tức là vào ngày lúc năm tây, vào ngày năm tây, thì khi bảng lương phi nông nghiệp công bố thì giá vàng nó giảm xuống, nhưng hiện tại giá vàng cũng đang đang đứng chiều hướng tăng lên. Và kể thêm cái công cụ Fibonacci thì chúng ta thấy rằng là đây thì chúng ta thấy rằng là hiện tại là cái giá vàng vẫn chưa phá được các cái mức cản của Fibo và cái đường trendline. Như vậy thì dự đoán trong những ngày tới giá vàng sẽ tiếp tục tiếp diễn cho cái trend tăng giá. Đó là cái về cái phân tích kỹ thuật. Chúng ta có thể xem qua về phân tích cơ bản thì chúng ta thấy rằng trong tuần hiện tại vào ngày 8 vào ngày 8 cho đến tới ngày 8 cho đến tới ngày 12 thì chúng ta thấy rằng là trong tuần đầu tiên, có nghĩa là vào những ngày thứ hai, thứ ba, ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư thì không nhiều cái thông tin cơ bản về của thị trường Mỹ. Tại vì chúng ta biết thị trường Mỹ là thị trường mà nó làm ảnh hưởng và biến động giá của vàng và các cái ngoại tệ là nhiều nhất. Và trong tuần trước thì đã có nhiều thông tin rồi, trong tuần này hầu như là thông tin về cơ bản cũng tương đối là ít, chỉ tập trung vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì thông tin cơ bản liên quan tới thị trường Mỹ thì tương đối nhiều. Do đó chúng ta nếu giao dịch thì chúng ta tập trung vào 2 ngày là ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Tiếp tục đối với cái việc mà phân tích giá của cái xu hướng này, và nhìn xa hơn đối với biểu đồ tuần thì chúng ta thấy rằng là cái trend tăng vẫn còn tiếp tục. Vì vậy rằng là đây là những cái dấu hiệu mà củng cố do cái xu hướng tăng của vàng quốc tế, và đồng thời thì vàng vật chất cũng sẽ có cái ảnh hưởng tương tự, có nghĩa là vàng quốc tế đang trong chiều hướng tăng giá thì vàng trong nước, vàng miếng thì cũng có chiều hướng tăng theo. Đó là dự báo của những từng từng những cái ngày kế tiếp của tuần thứ hai của tháng, tuần thứ hai của tháng. Để có thể hỗ trợ cho các bạn có nhiều cái thông tin hơn về cái phân tích xu hướng giá thì chúng tôi cũng hiện tại cũng có cái kênh video, kênh YouTube để hỗ trợ những cái chiến lược này một cách thường xuyên và liên tục. Ngoài ra, để các bạn có thể nhận được những cái thông tin này nhanh nhất thì các bạn có thể truy cập vào trong website là dự báo giá vàng.net. Vào trong website này thì bạn có thể nhận được những cái nhận định về vàng, về ngoại tệ. Và ngoài ra bạn có thể đăng ký click vào đây, vào cái banner này để các bạn nhận được cái cẩm nang giao dịch ngoại hối. Đây là một quyển sách biên soạn khá là hay, và những cái kỹ năng cần thiết cho một nhà đầu tư mới hoặc là những nhà đầu tư mà đang cần có những cái thống kê về những kiến thức giao dịch cụ thể. Các bạn có thể tải và nghiên cứu. Tin rằng là với cái cẩm nang này sẽ hỗ trợ cho kiến thức của bạn sẽ rất nhiều. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ thêm một cái kênh cung cấp thông tin, đó là cái kênh cung cấp cái chiến lược qua điện thoại, qua các thiết bị di động, ví dụ như là máy tính bảng hoặc là điện thoại di động. Thì các bạn có thể click vào cái banner ở trên cái website dự báo với bạn.net này đây. Bạn click vào đây thì bạn sẽ được đưa đến một cái trang thông tin về cái dự báo giá vàng. Đây, ứng dụng dự báo giá vàng thì các bạn kéo xuống. Các bạn lưu ý là các bạn đọc theo dõi kỹ những cái thông tin và những hướng dẫn trên đây. Sau đó bạn sẽ kéo chuột xuống cuối. Ở đây nó có 2 đường link download, bạn có thể download nếu bạn sử dụng thiết bị điện thoại di động hoặc là máy tính bảng thì bạn click vào đây. Sử dụng cái hệ hình Android thì click vào đây.
hoặc là sử dụng mã code này để download về, vân vân. Đây là những cái tiện ích giúp hỗ trợ cho việc kinh doanh cho các bạn cách nhiều hơn. Ngoài ra thì bạn có thể đăng ký, bạn lưu ý là nhớ đăng ký cái thành viên VIP để sử dụng được 15 ngày miễn phí. Đây là cái hướng dẫn để bạn đăng ký thành viên VIP. Khi bạn đăng ký thành viên VIP đầy đủ thì chúng tôi sẽ kích hoạt được những cái tính năng để các bạn có thể nhận được những tin nhắn chiến lược hỗ trợ cho cái việc đầu tư và cho các bạn hiệu quả hơn. Đó là những cái điều cần thiết cần lưu ý mà các bạn có thể đăng ký để chúng tôi hỗ trợ bằng nhiều hơn. Ngoài ra thì bạn có thể theo dõi những cái mô tả hoặc là đăng ký subscribe ở kênh này theo những cái đường link mà phía dưới của cái video này để chúng tôi sẽ có cơ hội hỗ trợ bạn nhiều hơn. Mọi thông tin liên lạc thì các bạn có thể thông qua Facebook hoặc là kênh YouTube vân vân. Hẹn gặp lại ở các bạn tin sau. Xin chào.